Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 1 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2017/NĐ-CP về cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Nghị định này quy định việc hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi thủy sản hoặc một phần chi phí sản xuất ban đầu để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của các loại hình thiên tai quy định tại khoản 1 điều 3 Luật Phòng chống thiên tai và các loại dịch bệnh nguy hiểm, được công bố theo quy định pháp luật về thú y, thủy sản, lâm nghiệp và các dịch bệnh công bố dịch theo quy định pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Theo nghị định, hộ nông dân, người nuôi trồng thủy sản, diêm dân, chủ trang trại, gia trại, tổ hợp tác xã, sản xuất trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sản xuất muối, hộ sản xuất bị thiệt hại trực tiếp do thiên tai dịch bệnh, theo quy định thì sẽ được hỗ trợ. Điều kiện hỗ trợ, các hộ sản xuất bị thiệt hại được xem xét hỗ trợ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau. Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng dẫn sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban Nhân dân cấp xã xác nhận đối với chăn nuôi tập trung, trang trại, gia trại, tổ hợp tác xã và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm dịch nếu có. Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi. Trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản kê khai, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận vào kê khai. Các hộ nuôi trồng thủy sản thực hiện kê khai và được xác nhận ngay khi thực hiện nuôi trồng. Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ kịp thời các biện pháp phòng ngừa ứng phó với thiên tai dịch bệnh theo sự hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. Thời điểm xảy ra thiệt hại. Đối với thiên tai, trong thời gian xảy ra thiệt hại trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương xác nhận. Đối với dịch bệnh, trong khoảng thời gian từ khi công bố dịch đến khi công bố hết dịch, trường hợp đặc biệt, ngay từ khi phát sinh ổ dịch đầu tiên chưa đủ điều kiện công bố dịch, cần phải tiêu hủy gia súc gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng chống dịch để hạn chế dịch lây lan, thì thời điểm xảy ra thiệt hại là khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch. Về mức hỗ trợ cao nhất đối với cây trồng là 30 triệu đồng một hecta, sản xuất lâm nghiệp là 20 triệu đồng một hecta, nuôi thủy hải sản 60 triệu đồng một hecta. Nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất có gia súc gia cầm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy với mức hỗ trợ cụ thể. Hỗ trợ 38.000 đồng 1 kg hơi đối với lợn, hỗ trợ 45.000 đồng 1 kg hơi đối với trâu bò, dê, cừu, hươu, nai, hỗ trợ 35.000 đồng 1 con gia cầm đối với gà, vịt, ngan, ngỗng. Đối với sản xuất muối, nhà nước hỗ trợ 1 triệu 500.000 đồng một hecta diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70%, thiệt hại từ 30 đến 70% được hỗ trợ 1 triệu đồng một hecta. Nghị định quy định rõ thực hiện hỗ trợ kịp thời trực tiếp bằng tiền hoặc bằng giống cây con hiện vật. Giống cây con hiện vật hỗ trợ phải đảm bảo chất lượng phù hợp với điều kiện sinh thái và thực tế của địa phương. Việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, đúng mức và đúng đối tượng. Trường hợp hỗ trợ bằng hiện vật, mức hỗ trợ được quy đổi tương đương hỗ trợ bằng tiền theo giá tại thời điểm hỗ trợ. Trong trường hợp có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ cùng một nội dung, hộ sản xuất chỉ được nhận hỗ trợ một chính sách phù hợp nhất. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 2 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp pháp luật hôm nay chúng tôi sẽ dành để giải đáp các câu hỏi liên quan đến luật hôn nhân và gia đình. Và tham gia chương trình chúng tôi xin trân trọng giới thiệu luật gia Nguyễn Chí Dũng, giám đốc trung tâm tư vấn pháp luật Hội luật gia tỉnh sẽ giải đáp các câu hỏi liên quan gửi đến cho chương trình. Vâng, trước hết là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Nam ở huyện Yên Lạc ạ. Anh Nam hỏi là luật quy định như thế nào về tài sản chung của hai vợ chồng, thưa luật gia? Vấn đề anh Nam hỏi thì chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì có quy định về tài sản chung của vợ chồng như sau. Một là tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, do thu nhập, do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân. Trừ trường hợp tài sản chung của vợ chồng đã được chia thành tài sản riêng của vợ chồng. Tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.
quyền sử dụng đất mà vợ chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng. Cái thứ hai là tài sản chung của vợ chồng thuộc sở hữu chung hợp nhất, được dùng để mà bảo đảm mà nhu cầu của gia đình, thực hiện nghĩa vụ chung của vợ chồng. Ba là trong trường hợp không có căn cứ để mà chứng minh tài sản mà vợ chồng đang có tranh chấp là tài sản riêng của mỗi bên, thì tài sản đó được coi là tài sản chung của vợ chồng theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Thưa luật gia, ông Nguyễn Văn Tiến ở huyện Tam Đảo có hỏi là việc kết hôn trái pháp luật thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Vâng, vấn đề anh Tiến hỏi thì chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì có quy định về việc xử lý kết hôn trái pháp luật như sau. Cái thứ nhất là việc xử lý kết hôn trái pháp luật thì được tòa án nhân dân thực hiện theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và pháp luật về tố tụng dân sự có liên quan. Cái hai là trong trường hợp mà tại thời điểm mà tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện để kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình và hai bên có yêu cầu công nhận cái quan hệ cái hôn nhân đó thì tòa án công nhận cái quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này thì quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm mà các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Thứ ba là quyết định của tòa án về việc hủy kết hôn trái pháp luật hoặc là công nhận quan hệ hôn nhân phải được gửi cho cơ quan đã thực hiện việc kết hôn, việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch, gửi cho hai bên kết hôn trái pháp luật cho cá nhân, cơ quan, tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Cái thứ tư nữa là Tòa án Nhân dân tối cao chủ trì phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc xử lý kết hôn trái pháp luật theo quy định của luật hôn nhân và gia đình. Vâng, xin được cảm ơn phần trả lời của luật gia Nguyễn Trí Dũng. Thưa quý vị và các bạn, mục hỏi đáp pháp luật của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.